Chào tất cả mọi người đang có mặt trong buổi livestream vào tối ngày hôm nay. Sau đây là những bài của tất cả các bạn của tập thể lớp 91 đã vẽ và gửi về cho thầy để thầy chấm bài nghe chưa. Rồi, chủ đề của chúng ta là tự do. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ chấm điểm. Thì yêu cầu về phần đường nét, về họa sắc, về mảng miếng, về bố cục. Các bạn có quyền vẽ anime cũng được nha chưa. Miễn là màu sắc, mảng miếng, bố cục nó ổn và đường nét nó phải tốt là ok. Thầy sẽ chấm cho những cái phương diện đó. Ok ha. Rồi ok nha chưa. Rồi cảm ơn tất cả các em. Chúc tất cả các em buổi tối vui vẻ. Bây giờ mình xuống like nha. Cảm ơn các em rất là nhiều. Quên quen miệng. Quen miệng cái xuống luôn à. Nó đơn giản như vậy thôi, nhưng mà cái mảng của bạn kiểu như bạn trang trí á, cái này giống túi sắp được. Được. Bạn làm thôi, đơn giản gì thì thời điểm đơn giản thôi chứ có gì đâu. Tôi biết cái bạn này, thứ nhất bạn này vẽ như thế này nè, mấy em để ý nè. Con mèo không có một cái đầu gì luôn. Giống như bóng ma bay phất phớ trên trời. Ngoài ra còn có cái hồn ma của con khủng long. Đám mây sợ quá bỏ đi, ghê không? Con người vì thế mà nằm nhìn trên mây, thấy không? Sáu múi đàng hoàng. Tại vì mình thấy ba múi nhưng mà bên kia còn ba múi nữa. Đó. Hình thù kỳ lạ đó, đáng sợ chưa đó. Cái đèn cũng có con mắt nè, âm uống nữa nè. Đó. Nè, đắt trời lên cái con gì đó. Cái rất là dễ thương cho cái mảng trang trí ha. Có hình, có mảng hết trơn. Hãy chấm điểm lớn quá hả? Giữ gì sao? Giữ gì sao? Vậy được rồi. 80 đi. Trời ơi, tôi chấm điểm mình lớn hả? Gì mình lớn gì trời. Tiếp. Em ơi, hoàng đó hả em? Em vẽ gì mà tệ dữ gì hoàng ơi. 50. Vẽ gì đâu mà tệ. Ừ là tệ luôn vậy đó. Phất phơ giữa đời à. Thầy phân tích hay quá nè. Hay không? Cái này trong mảng hoạt hình nè. Ánh nguyệt bình thường vẽ tốt lắm. Bữa nay kiểu như lớp 9 mà bạn học nhiều ra hơi bạn những cái tô mì tôi thấy nó hơi bay lên trời hay sao đó. Vẽ phải coi kỹ cái bàn đồ này kia, cái phối cảnh cho nó kỹ nha hôm. Mấy cái này thì hình mẫu có sẵn hết rồi, các em chỉ cần copy paste thôi, làm cho nó chỉnh chu xíu là ok. 85 đi. Chấm khó chút xíu, lớp 9 mà. Tiếp. Mày gì đây? Trần Bảo Hân, dễ thương chứ kìa. Tô cũng ẩu nữa, trời ơi sao chiếc này tô vô kỳ vậy mấy đứa. Vẫn không có mịn màng gì trơn vậy, nhưng mà cái bố cục nó ổn hơn, mấy em để ý nè. Bố cục chắc chồng lên nhưng mà nhìn nó ấn tượng ha, gọi là bố cục ấn tượng. Được đi. 89 điểm đi. Tôi thích mấy con số lẻ lẻ gì đó. Nè như thế này là một cái bài nhìn nó chỉnh chu gì đâu gì đó. Nó mình vẽ cho mình luôn, nhưng mà đâu có vẽ cho ai đâu mà lo, nghe thấy chưa. Như thế này người ta chấm 95 điểm đâu có buồn. Đó, thấy chưa, đẹp không mấy em. Mèo thật hay giả vậy? Mèo giả em ơi em. Mèo giả đó hay chưa. Trời ơi, đẹp vậy không? Ai vậy? Sống như tên tuổi gì trơn vậy? Ai vậy? Thôi tự viết tranh của mình đi ha. Nó đẹp ghê không? Rồi ok, chăm. Trời ơi, đẹp quá trời, quá đắt luôn mấy em nè. Quá tốt luôn ha. Đó, rất là tốt luôn. Cái gì vậy? Thầy ra đề CBD. Clip là cái gì? Nó cái gì vậy? Nó cái gì tôi không hiểu gì hết trơn vậy? À tôi biết cái nhân tướng của người này. Thứ nhất á là cái người này hai cái lỗ tai mà tuốt ở trên hai cái đỉnh chán, là gọi là há dương. Là cái người này là cái người quỷ cho mấy người. Tai của người ta ngang mắt, chân lỗ tai là ngang cái chân mũi, còn hai cái lỗ tai là tuốt ở trên cái chán luôn. Ghê hồn chưa kìa. Người không có chân mài luôn. Người thằng lằn. Nhìn con mắt là biết con thằng lằn rồi. Thằng lằn là con mắt thằng lằn. Sao là cái người nó giống như vậy thôi. Nó chỉ là khác là không phải là con thằng lằn thôi ha. Mở miệng ra cười cát tới cái mang tai không thấy hàm răng ở đâu hết. Và cái đôi mắt này nè, mình trông thấy tận trong sâu nỗi đau của cái tâm hồn của người này á. Người này bị hành hạ hồi xưa tới giờ, hành ra đau khổ. Thì tới một cái độ tuổi mà người này bộc phá lên và đứng lên đấu tranh để giành lợi cái bản thân của mình đó. Thì khi thế này người đó đã bị gọi là bị tha hóa và biến thành một cái con người khác đáng sợ. Cái cổ thì nhỏ xíu ăn sao được, giống tôi hả? Em nghĩ sao cái mặt như thế nào mà em giống tôi hả? Không có chân mày, lỗ tai như con chuột vậy á, mà tuốt cái trên đỉnh chuột dừa chứ chả nó là tôi chứ hả? Lỗ mũi cũng ngộ hơn ai. 75 đi, chịu khó vẽ thì cũng ủng hộ tinh thần thôi. À Hoàng Nguyên hả? Được. Ủa ai vậy? Minh Thư hả? Trời ơi Minh Thư cái này nó vẽ cũng được lắm luôn á mấy cha ơi. Tốt quá trời, quá đắt nè nè, chuyển màu rồi đó ha. Biết chấm phá rồi đó, được. 97 đi. À. Tiếp.
Nè, tôi thích cái kiểu như thế này nè, các em chỉnh chu bài là tôi thích liền. Nguyễn Quang Tú con cha gì anh thích rồi. Đó, quá trời quá đắt luôn mấy em nè, thấy chưa? Em chào thầy được cha hả? Thầy chào em. Thầy có đồ ăn không thầy? Có em, thầy có bánh tráng trộn. À, bực bực vậy đi. Rồi ok 100, chịu khó làm ha. Tôi biết là con quỷ này, con quỷ bộ ngoại giao. Capybara. Capybara. Con quỷ này là bộ trưởng bộ ngoại giao đó em ơi, tôi biết cái hình con này luôn nè. Cái hình mà nó đứng ở dưới là có mấy trái cam, trái quýt nó vòng vòng nè, nó còn đứng trên nhau rồi nó đi được nữa. Nó còn kết bạn với con cá sấu luôn, ghê không? Hôm bữa tôi còn thấy nó đứng nó nói chuyện với con gì nữa đó. Nó là bộ trưởng bộ ngoại giao, còn cái con mà lửng mực gì đó là con bộ trưởng bộ bộ gì? Bộ trưởng bộ gì mà hay đi đánh lộn? Bộ gì quên ta? Quốc phòng. Đáng sợ. Thứ dữ không đó. Nè con Barirana không biết hả? Là con chuột lan nước đó mấy em. Trời ơi, nhìn sao ra con mèo vậy chèn. Con Capybara. Capybara. Phải đọc nè. Đọc nhắn nhá nha. Capybara. Capybara. Đó hay không? Cách đọc đó mấy em. Trời ơi, hấp hối quá thầy ơi. Là gì là hấp hối dữ chưa? Con nằm trên gối á thầy. À, cái con nằm trên gối là con mèo đó em. Trời ơi, con mèo là gì? Cat. Cat là con mèo nha chưa? Ừ, ngộ ghê. Cái này được nè, 97 điểm đi. Họa sĩ nữa nè, ước mơ là họa sĩ. À, ước mơ của em là họa sĩ, giáo viên với là bác sĩ luôn hả? Ghê vậy sao? Mỹ Hân luôn đó hả? Một lúc học ba nghề dữ vậy em. Trời ơi trời. À, 95 điểm đi. Nè hay không? Tiếp. Chịu khó vẽ quá 200. Nó hay không? Mấy em thấy không? Vẽ rất là ổn luôn về cái mảng nè. Nó hay không? Ủa vẽ gì trời? Ghẹt. Con mèo giống đô Doraemon hả? Giống không? Con nãy hả? Ừ. Nếu như mà nó làm thành Doraemon cũng đẹp lắm á. Nè, cái đó của bạn Minh Thư tặng thầy á. Happy birthday Y5. Trời, xui ghê á, thầy chấm sao ngày sinh nhật có Y5 rồi. Được đi. Trời ơi. Trời ơi, thầy ơi. Thầy ơi. Thầy ơi. Thầy ơi, thầy ơi. 90 ra. 97 điểm đi. Thầy ơi. Thầy lai trễ vậy em đợi nãy giờ hả? Ô sorry em, tại thầy đi về trễ. Đang dễ thương quá ha. Được, tên em nghe lão vậy, hồi xưa giờ tôi có dạy bằng này nữa hả ta? Khương Tuấn Huy hả? Lớp 9 hồi năm ngoái tôi dạy lớp 8, tôi đâu có nhớ bạn nào tên Tuấn Huy đâu ta. 95 đi. Nè thấy không, vẽ cái nét rồi nó ổn ghê, mà sao giống nhau không vậy? Huy người yêu cũ hay là tà xà lơ nữa rồi đó. Tiếp. Ai đây? Lý Hồng Chương. Tội nghiệp không? Nhanh lắm em. Dễ nhanh lắm, dễ lựa những cái nhân vật nào mà nó kiểu như nó khựa, nó khịa là nó khoái à. Ngộ gì đó. Dễ thương không? Đẹp không? Có râu ria rồi đó nữa. Được, vậy được rồi. 89 điểm đi. Đó. Tiếp. Con cá mập nào mà tuốt ở dưới cái đáy ngầm mà gặp nguyên có con cá lồng đèn. Chờ, con cá gì mà nó xấu dữ mấy em? Trên đời nó có con cá xấu dữ vậy sao? Sao mà nó xấu dữ chèn? Ô chèn. Tôi nhìn cái mặt con cá này tôi liên tưởng tới cái con Lu nhà tôi. Cái mặt nó buồn, mà cái lỗ mũi với cái miệng nó y chang, mà nó chè, nó xấu. Xấu một cách mà không thể nào tưởng tượng được. Cá đó tinh cá gì vậy mấy em? Cá giọt nước, trời đất ơi trời. Nó xấu đau, xấu đớn, nó xấu không thể nào diễn tả được trên đời luôn đó. Tôi mà có đặt tên cho nó đó là tôi sẽ đặt cái tên khác là con cá mặt ngu. Nhìn không có thông minh một miếng nào hết trơn đó mấy em. Trời ơi. Con cá này cá đuối phải không? Hay là cá chim? Cá gì tắt ngang quên tên là như trong Pokemon phải không? Chứ gì nữa? Có nhiều đây thôi đó hả? Giống bạn nghiên cứu của Hàng Bình Phú. 75 đi. Em mặt thầy cưng ghê, cưng vô lây ta giả một cái là lên Tây Phương Cực Lạc hết trơn nha chứ. Cái gì vậy? Cái gì? Ha Đô Ri hay là Na Đô Ri vậy em? Chắc là Na Đô Ri quá à. Tên gì? Hoàng Minh hả? Dán gì rồi được nhiêu điểm? Trời ơi. 55 đi. Tiếp. Rồi gì màu đâu? Màu cho mà nhợt nhạt quá vậy em? Màu đâu mà nhợt nhạt quá vậy nè mấy em? Không, đó. Màu nó hơn nhợt nhạt nha chưa? Rồi ok. Núi cây thông nè. Cây thông nè chàng ơi. Tôi tưởng cái cây gì không đó. Tôi không nhìn cái được cây thông luôn đó.
Ồ, cái này đẹp quá mấy em. Chị ơi, hãy đưa vô cái ánh, có ánh sáng nó chiếu ngược qua cái màu nó ẩn màu đẹp rồi không, đưa xuống cái khác liền không, đưa lên cái khác liền không, nó ẩn màu liền thấy không, giống cây tre hả? Ừ, bạn nói đâu sai, có lý, giống cây tre. Vậy đi, bài này 90 đi, 92 đi, đó tốt. Xong hôm nay tôi chấm điểm dễ dữ rồi mấy em. Tôm và Cherry hả? Tôi biết cái phim này nha, của hãng Disney đó, Lê Đức Chí chính là một, trời ơi, dễ thương thấy ghê không, vẽ cũng giống nè mấy cha, được quá he, được đi 80, 80 điểm đi, đẹp quá nè, tô cho kỹ vô em ơi, khổ mấy em ý. Cảm ơn bạn Nguyễn Hoài Nhân đã tặng quà nha, chưa để tôi coi em có bao nhiêu follow, từ từ nha. Đâu rồi em, tôi kiếm tên em không có gì, Hoài Nhân đâu mất tiêu rồi chuyện. Đâu rồi, mất tiêu luôn rồi em ơi, rồi mất tiêu em ơi. Rồi thôi kệ đi, tuổi thơ cộng năm đi thầy. Không em, tuổi thơ gì mà tuổi thơ ở đây, ai mà cộng, ừ đúng rồi, em làm tôi ôn lại tuổi thơ đó, tôi cộng cho em thêm 3 điểm nha, chưa. Em làm tôi nhớ tới cái thời thơ ấu thơ của tôi, hồi đó tôi coi phim này nè mấy em, kể cho nghe. Cái bà giúp việc mà tôi tưởng bà chủ, chèn ơi, tôi cứ ngỡ là bà chủ cơ mà, nhưng mà hả, tới bây giờ tôi mới nhận ra đó là bà giúp việc. Mà mỗi lần mà có cái bà giúp việc mà xuất hiện đó là con chuột á, nó chạy ở dưới cái ghế, cái bà lên cái ghế bà đứng, cái con quỷ mèo này nó rượt quanh cái ghế, cái hả vòng vàng tiền bạc trang sức gì của bà giúp việc gớt tùm lum, tức là bà ăn cắp đồ ghê không. Bây giờ tôi mới hiểu ra đó, mà bà giúp việc đó là bà người da đen ghê không, đáng sợ chưa. Ừ, bà giúp việc chứ phải bà chủ, khổ ghê. Tôi coi tới giờ tôi mới biết luôn, hồi đó tưởng bà chủ. Em vẽ cái ông mặt trời ống lặng mà tôi tưởng em vẽ cái hang động không đó em. Ấy, cảm ơn các bạn tặng quà cho thầy. Chứ gì nữa, tưởng cái hang động đi sâu vô tuốt mị mị ở trong không đó, đáng sợ chưa. Cái trái dừa của em nó có thêm 2 con mắt nữa hả? Trời ơi, thấy ghê, đúng kiểu sọ dừa luôn đó mấy em. Cái nhà của em mọc trên mặt nước hả? Trời, cái dòng sông đó thì tô cái bãi cỏ, còn cái chỗ bãi cỏ thì tô dòng sông, ghê. Quá mệt mỏi luôn kìa, bạn bị mụn màu đó mấy em, trời tội nghiệp quá đi, kim lon tội nghiệp không. Rồi ok, tô sai màu em ơi, xáo chột nha, phải tô đúng màu là ok. Ừ, em cho cây dừa mọc ở dưới sông, mọc lên cái hàng rào dưới sông nữa nè trời, nhà nổi trên sông là nhà bè đó em, nó nổi lên sông nó còn thêm cái cây nổi theo nữa, xuất sắc. Cây tre ngàn đốt chằng à, thiên kim đó hả, bữa nay dẹp tốt quá kim nha, chịu khó tô như thế này, những mảnh nhỏ nhỏ ở trong mà rất là ổn luôn, 97 điểm nha, quá đẹp luôn. Tiếp gì nữa đây, đẹp quá nè chàng ơi, cái gì nè, đẹp quá trời mấy em ơi. Nó chửi tôi, nó nói tôi nhìn cái gì vô duyên, em bị trừ 10 điểm nha, chưa, trừ 10 điểm cho tôi nó láo lỉnh chấm bài mà hả, ghi vô đây nhìn gì không nhìn sao coi biết tôi chấm bài, chờ bài đặt bước này thì tôi cho chăm chế thôi, 95 đi, trừ 10 còn 85, tự trừ giùm tôi, cảm ơn các em. Tiếp phù Lý Gia An, cái chắc là nhìn là biết liền thấy không, rất là ổn luôn, hôm nay nó cho cái màu da ngựa như quỷ vậy đó, đáng sợ. Vậy đi, nhưng mà chịu khó đi, 89 điểm, tôi không muốn cho em hạnh phúc được. Cái màu đen gì kỳ cục, màu đen hết mực nó ra cái màu gì luôn rồi em ơi, da Minh vậy như thế này sao điểm cao được Minh. 55 tiếp, lớp 9 mà vẽ căn nhà ngộ chưa, thắng cá chép, trời đất ơi, năm chục nha thắng, tội nghiệp không. Ông mà chờ hết đứng ở góc ngã tư thì ông leo lên mây, ông ngồi trên đầu cái đám mây. À, cái gì vậy, cái này phim hoạt hình gì tôi không coi tôi không biết ta ơi. Nam Phương nè, dễ mảnh như chứ mà ke nét là ổn ghê nè, thấy không đó, đơn giản như vậy thôi mà lấy điểm cao rồi đó, có cái gì đâu mà khó đâu mấy em đó, đơn giản thôi. Tiếp nè, hình ảnh một con ếch à, sau khi mà bị ba mẹ đi học phụ huynh về đó, thì hình ảnh con ếch này nó đi ra ngoài đường nó ở luôn, vì sao, vì
vì sao thì các em cũng đã hiểu rồi đó. Ai tên gì, xong có tên họ gì hết trơn vậy em? Trời ơi dễ đẹp quá nè, 95 đi. Để có tên họ vô nghe chưa? Lụy tình, ủa vậy sao? Tên gì? Bảo hơn ngơ, phải đi màu lên, màu bản thiết kế phải có màu. Và em đã giả nét không mà đâu có thiết kế được đâu em, khổ ghê. Cho này cho chăm chế cho qua môn thôi, chứ tất cả các bạn thiết kế phải có màu hết mới gọi là một bản thiết kế chứ nét như thế này không mà cho 5 điểm được, nó là một cái mảng riêng rồi, hiểu ý không? Dễ thương nè Thảo Nguyên. Nè trang trí theo kiểu mà truyện tranh đó mấy em. Nè rất là kiểu đậm chất trang trí luôn, 100 điểm. Nãy giờ có bức này là được 100 nè, nhưng có bức nào 100 nữa không ta? Rồi ok, tiếp. Cái này chắc là của bạn gì nè? Bạn Tuyết Ngọc hả? Cái chất của Tuyết Ngọc phát hình nhẹ nhàng thôi là đã ra hình rồi, mà bạn thì kỹ lưỡng mà chuyển sắc độ trên đây nữa, rất là ok luôn ha. Chào Thư. Đó. 95 luôn đi. Đó, rất là ok, rất là ổn luôn. Tiếp, cái bầu trời màu này mà nó có cái bảy sắc cầu vồng mà tôi không có tin nha chưa. Tô gì ngộ quá, Tuấn Kiệt. Em có, trời ơi, em có học về nguyên lý màu sắc không? Em tô về cái màu vậy đâu mà kiểu như là nó bị tương phản mạnh với vậy, không thấy được cái gì cả cái gì luôn đó. Chơi heo cam tương đồng không mà cha ơi, đáng sợ chưa. Nó nhắn lạnh như chỗ này cũng như nó chơi nóng hết, ngon. À, cái này 85 đi. Tôi chấm điểm mà còn thấy cái nét nữa nè, thấy ghê không? 85 đi. Ô đẹp, 100 nha chưa, đẹp quá trời quá đất. 100 nha mấy em, trời đẹp quá nè. Thầy biết vẽ không hả? Không em ơi, không có biết thiệt. Thầy không có biết vẽ nha. Biết cái nào đẹp cái nào không đẹp thôi à. Vậy thôi đó. Gì vậy? Ai đây? Thanh Lợi hả? Trời đất ơi. Hôm nay dễ nhân vào anime nhé, trời bà đặt nữa ừ. Ám giữ linh hồn. Ám giữ linh hồn ừ. Ừ, được, ok. 90-95 luôn. Đó, quá đẹp. Mèo giả em ơi, em tưởng có mèo thiệt hả em? Gì vậy? Sao em dễ em tô màu gì kỳ vậy em? Da phát. Nhờ hơn á, em cho hai cái con Minion á hả, nó chi tiết nè. Cái mà em dễ có mình con này không là em đi rồi, em đi đứt rồi đó. 50. Chán trường chứ kìa, tiếp. Hết rồi đó mấy em. Gì dạ? Đỗ Viên Châu, dễ thương. Đó, trang trí ổn. Như thế này thôi, đơn giản thôi, mình lấy 90 điểm rồi nha. Có gì đâu mà khó. Rồi sau đây chúng ta sẽ xem lại những cái bài vẽ của tất cả các bạn của tập thể lớp 91 đã vẽ và gỡ bài về cho thầy Danh Trắng vào buổi tối đêm nay nha các em. Và trong quá trình xem lại thì thầy cảm ơn tất cả các bạn đã tặng quà cũng như là đã dành thời gian để theo dõi kênh của thầy Danh rất là nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha chưa. Cảm ơn những món quà chân thành, chân ái của các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Đó. 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 Nghe không? Đó. Đó. Nghe không? Đó. 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 Nghe không? Đó. Rất là đẹp luôn ha. Cái này có thấy điểm xứng đôi vừa lứa rồi, cho không có cộng thêm được. Nó rất là xứng tầm luôn. Nghe không? Rất là đẹp luôn mấy em. Đó. Thấy ghê chưa? Nè, nghe không? Đó. Chưa? Quá đẹp luôn mấy em. Không? Đó, thấy không? Đó. Chơi heo gan, phối heo gan là quá tốt. Ý, cái này lên đi. Cộng 4. Rồi ok. Này lên luôn đi. Cộng 3. Đó. Cái này 85 hạ lên luôn đi. Cộng thêm 10. Đó, đẹp nha. Đẹp nha, đó. Rồi. Nói quá tốt luôn mấy em ơi. Thầy tránh trường gì thầy là cái gì là sao? Bài tự do chính là ba chưa vậy thầy? Bài tự do chính là ba tôi chấm gọn qua rồi nói vậy. Tôi mới đăng clip lên luôn đó em. Clip mới nhất của thầy đăng về bài tự do đó là nó đó. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem like. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha chưa. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thầy xuống like đây. Chấm nhanh biết sao không? Tại vì thầy còn đi công việc nữa. Ý cười quá không? Sao thầy chấm điểm được đúng rồi. Là thích là tôi chấm điểm được hả? Có cái tay là chấm được thôi em. Cái gì nữa?
Rồi ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Và sau khi xem buổi live của thầy xong, các bạn mơ đẹp và ngủ ngon nha. Ngày mai đi học vui vẻ. Bye bye các bạn.